Chào anh em nhé, hôm nay đi lắp cả đèn sưởi nhà tắm. Đùa anh em thôi, đây lắp ở nhà mình. Lắp ở nhà mình các bạn nhé. Đây. Anh em nhìn này cứ nghĩ là thằng này đấu điện là bóng bóng điện đâu. Không. Điện là bóng điện này là điện dây 1,5. Nó không đủ tải cho cái này đâu nên phải luồn dây đấy. Đây. Luồn dây bó gọn, đây là dây của máy cắt phích đi đấu trực tiếp ở đây. Đây là dây 1,5 này. Dây 1,5 tước ra nhé, để cho nó nhỏ. Đây là cái này của nhà mình, là ngày xưa nhà mình làm điện nước là đều có đi ống sun ở trong lên sẽ luồn được thêm dây. Mình mở cái này ra mình luồn thêm dây xuống tổng tổng điện đây. Luồn như này. Vướng thang khó xuống quá. Đây nhá. Mở ra luồn dây. Nhà anh em nào mà có đi ống gen ấy là luồn được dây đấy. Đây, luồn dây này xuống đây này. Đây, đấy. Dùng dụng cụ luồn dây luồn xuống đây này là đấu được. Chứ chơi được đường dây công tắc này, chơi với đường dây bóng này thì nó hơi bé. Đây. Dây bóng này thì nó có 1,0 của Trần Phú thôi. Nó hơi bé mà cái đấy nó 850W, nó gần một ấy. Nó gần là 1.000W cơ, nên đấu vào đây cho thẳng vào trực tiếp vào điện ổ này, dây 2,5 này đấy, xong sẽ bật bằng công tắc ở kia, nó sẽ an toàn và nó sẽ bền hơn các bạn nhé. Đó, đối anh em nào mà không luồn sun ý, thì phải đục thủng tường đi ghen nổi, hoặc là nếu mà dây bóng anh em nào ổ thì đấu vào dây 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 bóng, nhưng mình không đấu dây dây bóng đâu, mình luồn này. Mình còn mình là thợ cam nhưng mà đều có hết dây mồi nhé, gọi như là mình đi làm điện nước, như là bọn mình đi làm điện nước luôn, mình làm hết. Khi bọn mình làm cam ấy, dây mạng bọn mình luôn âm tường cho khách luôn ấy, nên có dây này. Đấy, bây giờ mình sẽ đấu lốt nhé, đấu điện nốt vào đây là xong thôi. Ok, làm nốt. Đấu trực tiếp vào đây là ok gọn nhé. Đi làm cho thiên hạ suốt, giờ mới làm ở nhà mình. Đậy 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 nắp này vào. Ổ này lắp từ 2010 2010 bóng điện nha. Đó. Quay ra đây anh em xem này, đây là đường bóng không liên quan này, đây là bóng điện này. Tắt này, bật lên đấy. Đấy, ấm như phích đấy. Em thấy rực rỡ luôn. Bật ở đây, ở đâu bóng này không liên quan, bởi mình có đấu vào đường bóng đâu. Ấm rồi đấy. Nhưng cái này không dành cho người đùn là không thể bật được cái này. Mình đứng còn hơi hơi chiếm. Nhưng bật lên ấm luôn nhỉ? Ừ, bởi vì nắp cao thì một là cao để cho nó an toàn về điện, cái thứ hai nó đẹp. Đấy, nhà mình thì không có người đùn. Ok, bây giờ mình sẽ nên triển khai một cái nữa ở phòng. Cái này xong rồi. Ok. Đây đây này, là ở trên phòng của mình đang lắp một cái nữa. Đây nhà anh em nào mà lắp ấy, mà xây nhà lâu rồi ấy, mà không để chờ đường điện cho, hoặc là ổ cắm hay cho những cái máy đấy, thì anh em mở bóng thì nhà mình ra nhá, mở bóng điện ra đấy. Nếu mà có ống gen như thế này thì anh em sẽ luồn được dây nhá. Đấy, có ống gen như này này. Đấy, nhà mình là tất cả các dây lên bóng là có ống gen hết. Ống sun này, đấy. Thì là sẽ luồn được dây. Ui, tranh thủ buổi tối làm về lắp cho nhà rồi quay anh em xem. Đấy. Rồi, xong mở cái đường dây và tìm cái đường công tắc bật bóng. Rồi, tìm đường công tắc bật bóng. Và mở ổ điện ra.
thì anh em luồn sun nó sẽ luồn dây điện nó sẽ xuống đây luôn. Và mình đấu ở đây xong, không cần phải khoan đục gì nhé. Đối với anh em nhà nào mà dây bóng mà không chạy gen thì thôi chịu nhé, thì là luồn lổi anh em ạ. Đấy, còn ở đây thì phòng tắm của mình ấy thì mình vợ của vợ chồng mình lắp cái đường này là đường quạt thông gió, mình lấy ở đây, mình lấy của cái này luôn, bật bóng phát quạt thông gió nó chạy. Đấy, nên quạt thông gió nó nhẹ có 30W thôi chạy được này. Còn cái máy sưởi này thì nó ấy hơn đấy, máy sưởi này thì nó tốn hơn nên phải câu dây riêng các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ làm nốt. Quay hẳn vào đây. Anh em nào mà khoan đi, cái đằng sau cái tường này cũng là một cái nhà tắm, nên khả năng vào ống nước khá là cao, nên cái này nó rất là nhẹ thôi, nên là mình khoan rất là vừa thôi. Đó, đến đây đâu. À, đấy. Không khoan nhiều mà tường lại là tường 10. Tường 10 ống nó đã găm vào khoảng tầm mất 4 phần rồi. Đấy, nên nó rất là nguy hiểm. Nên cái này nó nhẹ thôi, nếu mà mình cũng gọi là chia sẻ anh em thế thôi, chứ chả dạy bố khoan thằng nào cả. Đấy, coi như nếu mà có khoan thì để ý tí. Còn là tường 20 nó xác định không có khoan thì khoan nhòe đi. Nhưng mà con này nó nhẹ, không quá cần thiết phải khoan sâu với cả vít to đâu, vít nhỏ thôi là được. Chỉ cái vít như là treo cái camera thôi, ok anh em nhé. Nhiều đồ quá, không vét, không có đi được nữa. Đây cầm đấy. L6 này cũng không ngập hết đâu, tầm này nhưng mà không cần, nhẹ nhàng mà nó nhẹ lắm, nó nhẹ chỉ bằng một con cam thôi. Anh em nào ở nhà lắp rồi biết rồi, à, chỉ thế này thôi. À, cắt vừa lắp một cái dây phòng bố mẹ thì khoan thoải mái, tường đấy nó không có đường ống, tường đấy là tường 20. Nếu mà khoan bên này thì thoải mái này, nhưng mà bên này đúng cái chỗ nó thoáng nhất đây, cả điện chạy đây ra được, nó phải tùy theo thẩm mỹ nữa, chứ không phải là cứ đâu an toàn với khoan đâu, nguy hiểm không khoan, nguy hiểm thì có cách khoan nguy hiểm, nguy hiểm thì mình sẽ làm cẩn thận. Mình chơi luôn vít tự khoan này luôn, không cần phải nhiều bao chắc như bán gen luôn. Nó có một cái sắt này thôi, không cần phải nhiều. Lười đổi cái mũi khoan này mẹ. Đổi mũi khoan đi cho nó nhanh không? Toàn là thế. Đấy, bây giờ trở lại cái thói không khoan thì các bạn vặn tay mẹ tức ngực. Đấy, chắc như phích luôn này. Đấy, vẫn vặn vẫn chắc luôn. Nên không có chuyện mà ấy đâu. Lời nguy hiểm thì mình sẽ làm cẩn thận như này, ok hết không anh em ạ? Ui, vẫn chặt lắm, vẫn mặn à, mỏi tay. Ui giời. Ờ, ok. Đưa ấy đi, đưa ấy lên đi. Thôi, tốt. Chưa mở ra hết. Cái này nó bị hẹp từ nhà sản xuất này. Cậy này, đấy, cậy bớt nó ra nó dễ treo.
luồn dây xong làm dây điện ở trên này luôn. Ê, nhà tắm của mình thấp hơn của mẹ nên với tay nó cũng dễ. Bây giờ sẽ đi lấy dây điện. Đây, ngủ lại cắm bình thường. Mình vừa đấu trực tiếp vào trong này. Đây là điện vẫn công tắc và vẫn chạy quạt gió xong rồi các bạn này. Rồi các bạn đi vào đây. Đó, xong rồi. Ở đây thì mình không có đi ghen, bởi vì đi ghen thì là phải khoan tường. Khoan tường này dính ống nước lên nó nguy hiểm, nên mình đóng đinh ghim. Cái đinh ghim kia nó ngắn lắm, nó chỉ lửa phân thôi và tường thôi. Cái đinh kia là đinh chuyên giữ dây, còn mình đi thi công mạng máy cam đấy thì cũng đi trông nó gọn gàng chứ không đẹp vào ống ghen được đấy. Nhưng mà thôi, trong này khoan không nên khoan nhiều đấy, ấm luôn, ấm luôn đấy. Đây là tắm để, ở đây nó hất vào là quá hợp. Ở đây là để dùng để tắm các bạn ạ. Bây giờ chỗ mình Hương Yên là ra rất là rét rồi, không dùng nữa thì ta tắt đi đấy. Xong rồi, hôm nay mình chia sẻ với anh em là mình đã thi công lắp hai cái đèn sưởi cho hai nhà tắm, lắp cho bố mẹ mình một cái và vợ chồng mình một cái. Đấy thì là anh em nào mà cứ có ống sun này thì luồn dây thoải mái nhé. Còn anh em nào không có thì đi lổi nhé, không sao cả. Thôi, xin kết thúc video ở đây thôi. Tôi xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video này của mình.